bác sẽ cùng mình đi tham quan vườn sen nha. Đầm sen. Đầm sen nha các bạn nha. Đầm sen các bạn ơi, mình ngồi đây luôn. Các bạn ơi, đầm sen này bây giờ nó mới là mọc mầm nha. Đến tháng 5, tháng 4 gì đó thì nào thì nó mới thì là nó mới có sen, hoa sen nha. Bây giờ đây. Đi rất là nhiều luôn bây giờ. Đây đây, đi đi đây. Đây. Bỏ dép ra, bỏ dép ra. À bỏ các bạn ơi, bỏ dép ra đi cho nó ngoài. Trải nghiệm là đi qua cái cầu này. Các bạn ơi, mình sợ nó ngã lắm nha. Đi là mình phải giữ. Ôi. Các bạn ơi, mình sẽ đi lên kia xong rồi mình ngồi kể chuyện với các bạn. Mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện về đầm sen nha. Câu chuyện bắt đầu vào một ngày thì có hai chị em giống nhau về là một hoa sen. Hoa sen có một hoa, xong rồi có một con ếch đi qua bắn hết vào hai chị em đầm sen. Xong rồi chị sen đầu tiên thì nhìn thấy thì nhìn thấy ở bên hồ kia thì nhìn thấy một hoa ao hồ rất nó trắng xóa toát. Còn chị rủ em đầm sen thứ hai đi, nhưng em đầm sen em không đi đâu, em ở lại đây là đủ rồi. Thế là chị đầm sen đi xong rồi là đi xong rồi chú ếch nhìn đấy và chị đầm sen đúng là tuyệt, chỉ sang bên này chính là được thật là đáng, thật là đẹp. Xong rồi chị sen thì nhé mà đúng rồi, tôi của nó chỉ ốc là ai quy dễ dàng mà. Xong rồi thì là mỗi ngày đầm sen cứ rủ chị em đầm sen hai đi, nhưng em đủ quyết định không đi. Xong rồi đến một ngày sau đó thì đầm sen ngày càng yếu đi, đầm sen thứ nhất ngày càng yếu đi, da mặt xăm xui không đẹp giống như trước nữa, không trở thành đài sen nữa. Mà trở thành một bộ mặt hoa sen xấu xí. Nhưng mà em sen thứ hai lại trở thành một đài sen thật là uy hiệu. Các bạn biết vì sao mà tại sao chị sen thứ nhất lại không có đài sen mà chị em thứ hai lại có đài sen không các bạn? Câu chuyện vẫn tiếp tục. Tại vì xong rồi anh đài sen là thứ ba, anh đấy đã trở thành đài sen từ lâu rồi. Anh mới bảo tuy bùn rất là bẩn nhưng đã có chất dinh dưỡng còn bên hồ kia tuy nó sạch nhưng lại không có chất dinh dưỡng. Xong rồi đợi chị đầm sen thứ hai thì mới tiếp đuối các bạn ạ. Câu chuyện mình chỉ tóm tắt như vậy thôi chứ mình kể mình không thuộc cho lắm. Mình kể vân vân. Đây nha, đẹp chưa các bạn ơi.
nước tiên ta đi về những nước xa xôi. Cây sen này dường như là không có sát thứ gì nhá. Hoa sen thì để làm đẹp này. Xong rồi ở trong đó thì có hạt sen đúng không các bạn? Hạt sen thì chúng ta có thể để làm lúc nào mà nó có hạt rồi đấy, các bạn có thể là lấy ra. Có hạt rồi chúng ta có thể lấy ra nhá. Người ta phơi đi. Phơi chúng ta có thể hầm gà này, hầm các kiểu loại hầm này. Nhưng phải lúc đó phải có quả táo đỏ cứ ăn mới ngon. Còn lá sen thì chúng ta có thể là sắc thuốc nha. Thôi mình lại đi tiếp thôi. Ui, các bạn ơi, đi ở đây là các bạn không sợ. Không sợ là gì lắm nha. Tại vì ở đây ông mình đã làm rất là chắc chắn rồi nhờ nha. Lúc nào mà có hoa thì mình sẽ cùng các bạn là đi thăm hoa nha. Và chụp ảnh. Thì mình cũng có một tấm ảnh đại diện cho máy ảnh của mình. Các bạn ơi, đi qua đi lại mà mình chóng hết cả bàn luôn rồi. Các bạn ơi, cái này mà giải chiếu nằm ở đây mà ngủ ấy. Không mà phải mãi đâu mà hết buồn. Đây ngồi mà nằm ngủ có gió này. Mà không có muối nữa chứ. Thì rất là tuyệt. Nhớ các bạn. Trời ơi. Các bạn ơi, cái này mình múc nước xong rồi làm nè. Xong rồi làm uống nước. Đó. Quá. Chẳng biết ông để đây làm gì vậy? Mà các bạn ơi, cây sen thì rất là đẹp luôn nhá. Hoa sen là các bạn chưa thì từng nhìn thấy hoa sen đúng không? Mình thì nhìn thấy từ lâu, nhìn thấy nhiều rồi. Hoa sen thì rất là đẹp luôn nhá các bạn nhá. Hoa sen có thể chụp ảnh này. Selfie nhá. Selfie giống như chụp ảnh. Thế nhá các bạn. Các bạn ơi, các bạn của mình đã đi tham quan vườn sen rồi đấy. Và nếu các bạn thấy video của mình ngay, thế like, đăng ký, ủng hộ mình nhé. Hẹn các bạn vào những video lần sau. Chào tạm biệt các bạn. Bye.